Cười cái coi, cười mỉm chi. Rồi xin tổng chào cả nhà mình nha. À, chào 31 bạn. Nãy giờ các bạn đợi mình có lâu không? Các cô chú anh chị đợi Tony Phạm có lâu không? Rồi cảm ơn cả nhà mình đã cho mình cái like, 10 cái like rồi. Rồi, cái gì cũng vậy. Chuyện của xã hội các bạn. Mình làm YouTube á, thì mình kiếm tiền từ YouTube nha các bạn nha. Và mình cũng đã nói với các bạn rất là nhiều rồi. Mình không có nhận bất cứ đồng xu các bạc nào của mạnh thường quân cho mình. Và mình cũng không có lợi dụng để mà câu kéo hoặc là quyên tiền quyên góp gì đó để làm một cái vấn đề gì đó nha các bạn nha. Đó thì thật sự bây giờ trên mạng xã hội đó người ta lợi dụng vào cái trend của tỉnh Thất Bồng Lai cũng như vụ của bà Nguyễn Phương Hằng để chi, để câu kéo là khán giả thì mình không nói rồi, làm YouTube thì câu kéo không nói gì, nhưng người ta lợi dụng vào để chi các bạn, để mà lập quỹ rồi là kiện cáo rồi rất là nhiều những vấn đề nha bạn, chủ yếu là tiền bạc mà thôi. Còn nếu như thật sự mà không dính tới tiền bạc đó thì ai muốn làm thì làm nha bạn. Rồi đó là lời mở đầu của mình. Xin chào cả nhà mình nha. Mình thấy âm thanh ok rồi đó. Vậy thì ở đây á thì lâu lâu mình cũng phải đọc một cái bình luận của cả nhà. Có một số người, người thương thì có, người ghét thì có, nhưng mà đa số là mình thấy là toàn mình đọc những bình luận của những người không thích mình không à nha. Rồi mai mốt mình sẽ đọc những cái bình luận mà thích mình cho nó hay hơn chút xíu nha. Ở đây có một cái lời bình luận như thế này. Thật sự đó đó. Thì không biết đó, bạn này đã theo dõi kênh của mình lâu chưa? Và có một cái lời bình luận như thế này. Đây các bạn, đây mình chụp hình lại rồi, mình cũng đã xóa rồi. Nha, xóa rồi, mình cũng không muốn để những cái lời bình luận này. Đó các bạn đọc bình luận của đi ha, các bạn nào nha. Đó có ở trong đây thì bấm cho mình số 1 nha. Rất tiếc thì thật sự bình luận này cũng có lịch sự đấy, nó không có gì phản cả, nói chung là không có mày tao tí tớ. Rất tiếc kênh YouTube của Tony Phạm ngày càng vắng khách do đi lạc hướng để ủng hộ Phương Hằng. Rất tiếc. Ừ. Các bạn thấy mình có đi lạc hướng không các bạn? Mà các bạn thấy là kênh YouTube của mình càng ngày càng vắng khách không các bạn? Mình thấy là càng ngày mình càng phát triển nha. Nha bạn, càng ngày là các bạn càng đăng ký cho mình rất là nhiều luôn á. Nha, một ngày lên nó là mấy chục, có thể là mấy trăm luôn á. Nha cả nhà. Đó, bây giờ sắp sửa lên 166 ngàn rồi. Đấy mà không biết là anh này hay là chị này ở đâu nhảy vô bình luận một cái rất là bình thường như cân đường hộp sữa. Rất tiếc kênh YouTube của Tony Phạm ngày càng vắng khách. Ủa má ơi, tôi thấy là từ khi tôi nói về bà Nguyễn Phương Hằng và vạch trần ra những cái góc khuất của xã hội sau khi bà Nguyễn Phương Hằng đi vào trong là T30 thì tôi tiếp tay tiếp tục, à không phải tiếp tay mà tiếp tục công việc là vạch trần ra. Tại vì sao? Tôi biết rất là nhiều những người lên trên mạng nói đạo đức, giao giảng đạo đức, nhưng mà đằng sau thu quắc. À xin lỗi các bạn nha, cái câu này nó hơi hơi bẩn chút xíu nhưng mà để mình chỉnh sửa lại, cười cho nó vui nha, tại vì mấy không có thì bị vàng tiền. Những góc khuất của bà xã hội, những xin lỗi các bạn nha, nó lắp mẹ rồi. Những góc khuất mà bà Nguyễn Phương Hằng đã nói ra, đúng không ạ? Cái xã hội thật sự đó, bề mặt các bạn chỉ thấy như vậy thôi, nhưng đằng sau chùm hoa ấy các bạn, đằng sau những cái hào quang đấy đó, nó có giống như các bạn thấy cái hào quang hay không các bạn? Không thấy, đúng không ạ? Đó, bởi vậy bà Nguyễn Phương Hằng được mọi người, người ta tung hô, người ta tin tưởng và người ta ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng vì lý do gì các bạn? Vì bà ta dám nói, dám làm, dám nói là sự thật mà rất là nhiều người không dám nói. Có rất nhiều các bạn đụng chạm tới thần tượng của mình thì nhảy cẫng lên ha, bao che hả, thưa các bạn, nhưng cái gì đó cái đó đàng hoàng, đúng không? Đừng có thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Các bạn ơi là các bạn, tiền là của các bạn đó, nhưng mà các bạn phải suy nghĩ. Đừng có thấy người ta hào nhoáng, người ta đẹp trai đổi lại cái này cái kia ha, nhưng mà đằng sau úi dồi ôi ghê lắm nha cả nhà. Đấy, đây là một lời bình luận ha, mình thấy là anh này bình luận cũng là vui vui, đúng không ạ? Má ơi, từ bữa giờ tôi thấy là 3 4 tháng nay tôi nói về bà Hằng kênh lên vù vù người coi quá trời. Hồi xưa tôi nó đẹp 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 có chừng trăm mấy người coi thôi, nhưng mà bây giờ mới có 4 phút thôi là đã có 300 người coi rồi đó, coi đi nha. Đấy rồi, trở về vấn đề của drama của bà drama chứ phải drama drama của bà Nguyễn Phương Hằng thì ở đây đó con liên quan tới rất nhiều người đang kêu gọi là tiền để làm đơn làm từ, nhất là chị Hướng Dương. Hôm nay thì nó hơi chút xíu về cho chị Hướng Dương chút xíu nha. Thì chị Hướng Dương á thì cũng là một người, là người Việt kiều ở Đức. Cái công việc của chị làm không biết được hay không thì chúng ta chưa biết, nhưng nếu như để có mà kinh phí để mà đi làm đơn từ đó thì cũng phải cần tiền nha bạn, để cần tiền. Nhưng nếu như mà mình nói á, cái này á, thì thật sự mình cũng không đồng ý những người lên trên mạng mà lập quỹ kiện cáo rồi là quỹ pháp lý rồi là đi thưa kiện người này, cái đó mình không không bao giờ không tin. Thậm chí Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng vậy, rồi anh Tiến Dũng cũng vậy, lập quỹ rồi là kiện cáo là tôi nói thẳng không ạ, bạn thân tôi cũng nói thẳng các bạn, tôi không thích, giống như Đàm Vĩnh Hưng ạ, tôi không thích là tôi nó không thích, tôi chỉ thích Vũ Hà mà thôi.
Thì cái vấn đề chị Hương Dương á có đăng tài khoản lên để mà nói chung là nôm na là xin tiền đi, để mà coi như là thư làm đơn á, vì dĩ nhiên là khi các bạn làm cái gì cũng phải có là tiền. Nhưng mà tiền á, thật sự ra đó mà kêu gọi như vậy đó thì nó hơi kỳ. Tại vì có rất nhiều người, người ta cũng thương, thương có, ghét có, nhưng mà mình lên để quyên tiền á, ha, lập quỹ ra đó thì nó rất là kỳ. Còn nếu như thật sự mà mình trong sạch thì muốn lập quỹ đó thì lập ra một cái quỹ riêng và ai cũng có quyền giám sát hết nha bạn. Đó là để cho nó minh bạch. Các bạn chuyển khoản vào, cái tài khoản nó không phải của tôi nha, của một người nào đó, và trên đó là ai cũng có thể vào coi được tiền đó chi như thế nào, rồi là ai bỏ vào, rồi còn bao nhiêu, cái đó là phải làm công khai thì nó dễ hơn. Còn nếu như các bạn kêu gọi mà bỏ vào tiền của tài khoản của mình và không có minh bạch ra đó, nó khó lắm nha bạn. Tại vì tôi nói thật cho bạn là đồng tiền nó là mở con mắt, ma lực đồng tiền nó kinh lắm. Các bạn thấy tốt đó đấy nha, thấy tốt đó đấy, nhưng mà khi có đồng tiền rồi nó ghê lắm, nó đổi trắng thay đen liền. Tôi nói thật cho bạn là cũng may nha, tôi nói là tôi cũng may đó. Tại vì lúc trước á tôi cũng có phân vân lắm, có rất nhiều người người ta cũng là muốn cho tôi đi phạm tiền đấy, mình cũng phân vân lắm. Mình nói là mình cũng đâu có giàu có gì đâu, mà bây giờ đó người ta cho mình, người ta gợi ý cho mình mà mình không nhận thì kỳ, mà bây giờ mình nhận thì lỡ mai mốt nó có chuyện gì xảy ra thì sao đây. Tôi cũng phân vân lắm, tại vì đồng tiền mà. Tôi nói thật cho bạn là đâu phải là tiền mà dễ kiếm đó các bạn. Người ta cho 50 ngàn, úi dồi ôi tại sao không thích, dễ lắm. Nhưng mà tôi cũng phân vân vậy, đồng tiền mà ai không thích ham. Nhưng mà tôi thấy cũng may là tôi nha, tôi đánh được cái là tâm lý là tôi thôi, tôi không nhất dứt khoát là không nhận, là không nhận nha. Đó, bởi vậy hôm nay tôi mới mạnh miệng, chứ không mà nhận rồi tôi cũng im bố nữa rồi. Nói thẳng các bạn một câu là như vậy. Bởi vậy đồng tiền nó kinh khủng lắm các bạn ạ. Nó sẽ thay trắng đổi đen, từ người tốt sẽ trở thành người xấu. Và các bạn trên mạng xã hội các bạn thấy không, người ta cũng chỉ vì người ta nhóm lợi ích vì đồng tiền nên mới xảy ra những cơ sự là đi chửi nhau, đi bem nhau vì mục đích là tiền thôi. Chứ thật sự ra không có tiền làm gì đi bem nhau chi hả các bạn, đúng không? Đó, bởi vậy cái vấn đề của chị Hương Dương đó thì thật sự lên trên cộng đồng mạng để xin tiền để làm kia đó, cái đó một việc cũng có ích đấy, nhưng mình làm sao cho nó minh bạch nha. Làm cho minh bạch thì ok, và cái tài khoản đó phải chuyển vào và ai cũng có thể nhìn được cái số tiền đó ha, bằng cách nào đó. Chứ còn nếu như mà cứ chuyển vào tài khoản mình mai mốt đó 530 triệu rồi đâu có biết được đâu. Mình đã nói người ta là phải sao kê, đã ủng hộ bà Hằng đang nói về vấn đề là từ thiện, sao kê là phải minh bạch. Nhưng bây giờ mình lại làm cái việc mà không có được trong sáng thì nó hơi kỳ. Nên nếu như ai mà muốn giúp bà Hằng đó lập quỹ ra đó, nhưng mà thôi, tốt nhất tôi nói thật cho bạn, tốt nhất không, đừng có làm. Mình cứ làm bằng từ cái tiền túi của mình ra đi ha. Tôi là tôi vậy đó, bởi vậy tôi nhất khoát các bạn thấy không, cái việc mà quốc võ lên có rất nhiều các bạn nói anh Tony Phạm quốc võ là đang lập kế hoạch là để là câu kéo khán giả lùa gà. Ôi má ơi, các bạn đâu có biết gì đâu, tự quốc võ nói lên và các cô chú anh chị là muốn tôi về thôi, chứ tôi đâu có muốn đâu. Mà tôi về tôi nói hoài rồi, tôi mới về, về thì tiền đâu mà về, mà muốn về thì phải có tiền. Mà bây giờ về thì là sao, thì cô chú anh chị cho, chỉ có hai mạnh thường quân cho thôi, chứ chưa, tôi chưa quyên góp gì trơn nha. Đấy, sau khi nghe lùm xùm cái tôi thôi dẹp, trả lại liền, trả 4.000 đô các bạn. Quốc võ cho tôi 2.000 nha, chuyển khoản cho thành công rồi đó, chuyển qua tài khoản rồi, hết rồi đó. Quốc võ cho tôi 2.000, rồi hai mạnh thường quân cho tôi 2.000 nữa, tôi trả lại hết rồi nha, tôi trả lại hết rồi. Tôi không muốn dính dáng tiền bạc và tôi về, tôi hứa là tôi làm, và tôi làm từ cái tiền túi của tôi ra nha. Tôi sẽ làm được cái gì, được cái gì thì được, không được thì thôi. Tôi biết sao, lực bất tòng tâm các bạn ạ nha. Bởi vậy ở đây để nói cho bạn một xíu về cái vấn đề là trên mạng xã hội bây giờ đang lùm xùm với vấn đề tiền bạc nha. Đó là vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng, và hiện tại bây giờ cái tin tức của bà Nguyễn Phương Hằng như thế nào chúng ta không biết, nhưng các bạn nên nhớ rằng bà Nguyễn Phương Hằng bị tới ngày hôm nay là do ai các bạn? Do anh Nhâm Hoàng Khang. Nhâm Hoàng Khang đã đưa bà Hằng đi xa, tiếp tay bà Nguyễn Phương Hằng đi xa. Nhâm Hoàng Khang đó các bạn, hiện tại bây giờ thì cũng đã ở tù rồi đúng không, nhưng Nhâm Hoàng Khang là đã tiếp tay. Vì sao bạn? Bà Hằng đi quá xa, đi quá xa khi mà nói tới phản động. Khi các bạn lên làm truyền thông, các bạn làm truyền thông mà các bạn có dính dáng tới chính trị, bởi vậy tôi nói với các bạn là tôi không bao giờ dính dáng tới chính trị, tôi chỉ dính dáng tới chính em mà thôi nha. Còn nếu như các bạn làm truyền thông có dính dáng tới chính trị, tôi nói cho các bạn là sớm muộn gì thì các bạn cũng đi. Tôi dám khẳng định cho bạn một câu, sớm muộn gì các bạn cũng đi, trừ những người mà không về Việt Nam nha. Còn nếu như các bạn ở Việt Nam mà các bạn nói xấu
cơ quan chức năng, nói xấu chính quyền. Tôi nói cho bạn là sớm muộn gì các bạn cũng đi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm các bạn cũng phải đi thôi. Nhà đi là đi đâu? Đi nghỉ mát đó. Đi nghỉ mát bốn bức tường đó. Có những người ở hải ngoại này, người ta không về Việt Nam, người ta muốn nói nhăng nói cuội, nói gì cũng được. Nhưng những người mà Việt kiều mà người ta về nước nha, người ta không có dám nói đâu. Nha, người ta biết nhưng mà người ta không nói. Người ta không nói tại vì chỉ có những người là sao bạn, người ta không về được thì người ta muốn nói gì thì nói, cái đó là quyền của người ta. Và các bạn nên nhớ rằng ở bên Mỹ này, cái quyền tự do ngôn luận, tôi muốn nói gì thì nói, người kia muốn nói gì thì nói, không có liên can gì tới nhau, tự do ngôn luận mà, không ai bắt bẻ hết. Tôi có thể chơi với người này, chơi với người kia, còn người đó làm cái việc gì đó là quyền của người ta, còn tôi là riêng tôi là khác nha. Để nói cho các bạn cái câu chuyện nó nôm na là như vậy. Rồi bây giờ về vấn đề sâu chút xíu, về vấn đề của Đàm Minh Hưng. Các bạn thấy vừa rồi Đàm Minh Hưng cùng một số ca nghệ sĩ ha, từ bên Việt Nam qua bên Mỹ này để chi các bạn, để hát mừng cái ngày của vợ cũ ha. Hôm nay nó hơi vấn đề của tình cảm nữa nha. Vợ cũ đó là chị Liên Phạm, 30 năm University, đúng không? Tôi nói vậy đúng không ta? Có nghĩa kỷ niệm 30 năm thành lập cái là Entertainment của chị Liên Phạm. Thì có sự góp mặt của rất nhiều người. Đó có Hồ Ngọc Hà, có ai nữa nhỉ? Quên mất bố rồi, giờ mở báo ra nha bạn nha. Nói mình phải dẫn chứng, không có báo nên không biết. Đây. Nhưng mà trước tiên vậy thì chúng ta cho, tôi cho các bạn coi một cái bức hình này. Rồi các bạn sẽ thấy nó như thế nào nha. Coi hình đi. Đấy, coi hình trước đi nha. Đó. Hồ Ngọc Hà và chị Liên Phạm Jackie Phạm, đúng không? Cùng họ Phạm với tôi đó, đúng không? Tại sao anh Đàm đứng xa thế? Tại sao? Đúng không? Xa xa thế, gần gần lại chút xíu coi, đúng không? Quá đẹp luôn, đúng không? Đó. Rồi. Ở đây như thế này. Có một cái bài báo. Tôi lấy báo ra đọc không à? 24.com. Hà Hồ, à giờ nhớ rồi, Hà Hồ là Hồ Ngọc Hà đó, là vợ cũ của Cường Đô La, đúng không? Và Lệ Quyên cùng qua Mỹ vì vợ cũ 60 tuổi của Đàm Minh Hưng. Ê, cái này cái tiêu đề nghe, là tôi có cái tiêu đề nghe, tôi lấy báo ra nghe. Và các bạn nên nhớ rằng tôi là YouTuber, tôi đi tìm kiếm thông tin để chia sẻ cho các khán giả, cộng đồng mạng vui giải trí nha. Và tôi, mục đích của tôi là tìm kiếm thông tin chia sẻ cho cả nhà khán giả, và sau đó là tôi kiếm tiền là từ YouTube, tiền quảng cáo. Mục đích của tôi rõ ràng là như vậy, nên các bạn đừng nói rằng ôi dồi tôi niệm tại sao cứ đi bươi móc cái vấn đề của là các nghệ sĩ đang chi vậy. Má ơi là má, tôi làm YouTube mà, đúng không? Báo chí nó nói, các bạn nhiều khi cô chú anh chị không có thời gian. Thì bây giờ là sao? Canh me Tony Phạm. Ồ bữa nay nha, Tony Phạm có tin mới này, tin nóng này, về bằng Nguyễn Văn Hằng này, về Đàm Minh Hưng này. Vô nghe coi nó nói gì, đúng không? Thì đó là tôi kiếm thông tin đó để chia sẻ cho cả nhà đó. Nên các cô chú chị hiểu một cho Tony Phạm chút nhé. Đây, Hà Hồ và Lệ Quyên cùng qua Mỹ vì vợ cũ 69 tuổi của Đàm Minh Hưng. Má ơi, hơn mười mấy tuổi nha. Rồi, Liên Phạm bầu sơ nổi tiếng tại Mỹ vừa kỷ niệm 30 năm làm nghề bằng chuỗi live show diễn ra ở nhiều tiểu bang với sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ từ Việt Nam. Nhưng đặc biệt không có là ca sĩ Vy Oanh. Ê, cái này tôi chêm vô nha. Báo không nói, ê cái này chêm vô. À đặc biệt, cái này là tôi chêm vô nha. Tôi chêm vô đó, tại vì báo nói thiếu. Tôi phải nói như vậy. À, Liên Phạm bầu show nổi tiếng tại Mỹ vừa kỷ niệm 30 năm làm nghề bằng chuỗi live show diễn ra ở nhiều tiểu bang với sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ, đặc biệt không có là ca sĩ Vy Oanh. Cái này tôi chêm vô nha. Lúc trước các bạn thấy poster là có Vy Oanh đúng không? Nhưng mà sau này không có, thì đây cái này tôi chêm vô nha. 20 nghệ sĩ từ Việt Nam, tổng khoảng 4.000 vé được bán ra. Wow, quá trời nha. Bữa nay chị Liên Phạm vô nha. Chị của em đó, chị Liên Phạm đúng không? Họ Phạm với nhau mà, đúng không? Tôi tất ra sạch các bạn nè. Lâu lâu tôi phải sàm sàm chút xíu nè. Dòng họ Phạm nhà tôi nha. Ở bên Mỹ này giàu lắm đó. Giàu lắm đó nha. Các bạn đừng khinh dễ nha. Tôi đi Phạm, có nhiều người nói là tôi đi lắc chảo đúng không? Tôi đi rửa chén đúng không? Xin lỗi các bạn đó. Thân thế gia đình tôi toàn là người ngon lành cành đào không đó, nghe sơ sơ cho bạn thôi. Thủ tướng là Phạm Minh Chính mà, đúng không? Rồi là ông là tỷ phú đại gia nhất của Việt Nam này, Phạm Nhật Vượng này. Rồi có thằng em ở bên là
Texas nè, Vương Phạm nè, tỷ phú nha, mới mua coi như là trực thăng cho mướn đó. Nói cho các bạn hiểu như vậy thôi. Riêng cái Tony Phạm nói thật cho các bạn là hơi bè chút xíu thôi, nhưng mà anh em dòng họ tôi nha, giàu không đó. Tôi chưa cất tiếng nói đó nha. Đó, tôi chỉ làm YouTube bình thường thôi. Cái này xàm nha các bạn nha, xàm, cái nào xàm 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 thôi nhá. Đó, rồi. Cười không cười nha. Lâu lâu phải mới xàm xàm nó mới vui giải trí mà. Kênh giải trí mà nó phải như vậy đúng không cả nhà? Đó, là tiếp tục nè, đó mất tiêu rồi chưa? Chưa. Đây, đây. Bỏ cái quảng cáo này đi. Đặc biệt là sự góp mặt của Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà trong cùng một show diễn theo Liên Phạm. Ê, báo viết chị Liên Phạm giùm tôi cái nha, theo Liên Phạm viết chống lốc chống lơ à, theo bà Liên Phạm hoặc là theo chị Liên Phạm nhá, không có được coi như là viết chống lốc chống lơ nha, báo phóng viên phải viết cho đàng hoàng nhá, không có đụng chạm tôi à nha. Nè, theo Liên Phạm, theo bà Liên Phạm, bà là người hiếm hoi làm được điều này, bởi những ngày đầu nữ hoàng phòng trà và nữ hoàng giải trí qua Mỹ biểu diễn cũng là do bà tổ chức và đưa sang. À, các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Chị Liên Phạm đó là một người á, là rất là mát tay, từng đưa rất là nhiều các ca nghệ sĩ từ Việt Nam qua hải ngoại, sau đó là có quốc tịch luôn. Nha các bạn, giúp rất là nhiều người đó. Nha, một bầu show là giúp mát tay lắm, giúp cho rất nhiều người từ bên Mỹ, từ bên Việt Nam qua bên Mỹ này và có quốc tịch luôn. Nha các bạn. Chị Liên Phạm có mối quan hệ thân tình với Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà hàng chục năm qua và được đàn em kính trọng kính nể. Tại show diễn, Hồ Ngọc Hà mang hit mới Cô Đơn Trên Sofa. Ồ cái bài này hay nha. Cô đơn trên sofa. Mẹ cô đơn trên chỗ nào đi? Cô đơn trên sofa kỳ thế bà. Ha, đúng không các bạn? Ha, nè. À, lên sân khấu khuấy động hàng nghìn khán giả, Lệ Quyên cũng không mang không khí sôi động qua ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn. Được sao toàn những bài kỳ kỳ không à? Cô đơn trên sofa. Rồi nếu như em được lựa chọn, sao hai cái bài này nó khích khích nhau các bạn, có liên quan với nhau các bạn ha, nó kỳ kỳ nha. Cái ông viết báo này cũng kinh thật, nó đưa những cái bài nó hơi nhạy cảm. Cô đơn trên sofa đổi là nếu em được lựa chọn chi vậy, ở trên cô đơn trên sofa lựa chi nữa đúng không? Rồi tiếp tục nè, à đấy hình nhá, chụp với Hồ Ngọc Hà đúng không? Chị Liên Phạm của tôi kìa, chị của tôi đó nghe đó nha, dòng họ tôi không à, tôi nói thật cho bạn nha, đừng khinh dễ tôi nghe. Chương trình của bầu show tên Liên Phạm còn có sự tham gia của Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh, Hiền Thục, Nôn, Nun Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Đông Nhi, Giang Hồng Ngọc, Tố Mi, đặc biệt không có ca sĩ Vi Anh. À cái này tôi để chêm vô nhé các bạn nha. À, chêm vô cái nào không có thì tôi chêm. Rồi, đó đây các bạn thấy chưa? À, Ngô Kiến Huy kinh không? Đó, tiếp tục. Đến tháng 10 năm 2021, thông tin Đàm Vĩnh Hưng đã ly hôn với vợ cũ Mỹ tại Mỹ khiến dư luận ngỡ ngàng. Có gì đâu ngỡ ngàng, cái chuyện bên Mỹ này ly dị vợ chồng bình thường như cân đường sữa, nhiều khi sống chung với nhau giả bộ ly dị xong đầu kiếm tiền ha, các bạn thấy không, bình thường lắm các bạn nha. Để tôi hé lộ cho các bạn nè, có rất nhiều cặp vợ chồng bàn tính với nhau, ê em bây giờ chúng ta ly dị rồi chúng ta kiếm tiền đúng không, giả bộ là chúng ta ly dị thôi nhưng mà thật sự ra chúng ta vẫn ngủ chung, nên ly dị là trên giấy tờ thôi, sau đó là chúng ta về, chúng ta một trong hai người về, vợ thì về Việt Nam lấy chồng, chồng thì về Việt Nam lấy vợ, chi mỗi một suất được 50-60 ngàn nha, 50-60 ngàn, thế là sao, đôi ta cùng có lựa lợi đúng không, chúng ta tự nhiên hai vợ chồng mình vẫn bình thường như cân đường hộp sữa nhưng mà được 100 ngàn đó nha các bạn. Nhưng cái vấn đề bây giờ là kết hôn giả nó siết chặt lắm nha. Đấy, vậy thì Đàm Vĩnh Hưng như thế nào đây? Thông tin Đàm Vĩnh Hưng đã ly hôn vợ ở tại Mỹ khiến dư luận ngỡ ngàng. Tôi chẳng thấy ngỡ ngàng, tôi thấy cái chuyện này rất là bình thường như cân đường hộp sữa, không có gì ngỡ ngàng hết trơn nha, tôi biết tổng tổng hết rồi, không ngỡ. Khiến dư luận ngỡ ngàng, khán giả chỉ biết điều này khi bầu show Liên Phạm 69 tuổi nộp đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng lên tòa án quận Cam, bang California, Mỹ vào tháng 8 năm 2021. Theo nội dung trong đơn ly hôn, cả hai kết hôn vào ngày 13 tháng 6 năm 2004, ly thân ngày 22 tháng 2 năm 2018, giữa nam ca sĩ và vợ cũ không có con chung và không phân chia tài sản. Như vậy, sau 17 năm gắn bó bí mật, Peter Đàm và vợ bầu xô đã đường ai nấy đi, đường ai nấy đi là phải rồi. Ông Mr. Đàm ông trẻ trẻ khỏe coi như là bảnh bao, biết bao nhiêu người bỏ tiền ra nha, bỏ tiền ra nè, đó đến phiên mà bỏ tiền ra đây nè, bỏ tiền ra 40 tỷ chỉ để là sao xin lăng quang thôi. Các bạn thấy giống như là Thanh Trần không, từng lên á, là nói rằng anh Tony Phạm ơi về đi KC về đi KS ha, xin lăng quang thôi đúng không. Nhưng mà thôi các bạn thấy chưa, trên hình á, các bạn thấy tôi là đẹp trai đúng không, nhưng ngoài xấu lắm nên tôi sợ cái lăng quang của tôi nó không tốt nha. Nhưng có rất nhiều người bỏ ra cả tiền tỷ, thậm chí là mấy chục tỷ luôn để xin là có con với Đàm Vĩnh Hưng. Má ơi sao mà bỏ tiền uổng như trời,
Hả các bạn? Làm gì mày bỏ ra cả 40 tỷ để sinh có con với Đàm Vĩnh Hưng? Má ơi, tiền dư hả? Hả? Tiền dư hả? 40 tỷ các bạn ạ. Đâu phải đơn giản đâu. Rồi, đọc báo tiếp nha. Đây. Đây. Báo tôi chỉ kiếm báo cho bạn, các bạn đọc thôi nè, đúng không? Đọc báo đi các bạn ơi. Đấy nha. Oh. Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng được nữ đại gia hứa tặng tiền tỷ nếu làm điều này. Mẹ tặng cho tôi đi. Tôi không cần tiền. Ha, kêu tôi đôi tôi cái gì cũng chịu, nói vậy thôi. Sức khỏe nha, trên bảo dưới không nghe. Các bạn đừng thấy vậy ham nha, tôi không có cái vụ đó, không có nha. Rồi tiếp tục nè. Với tính cách thân thiện, gần gũi với khán giả nên Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng gặp khá nhiều tình huống dở khóc dở cười. Mẹ dở khóc dở cười đâu, cười cái khoái sĩ chí thế bà luôn chứ cười chứ khóc cái gì. Tôi thấy mấy chuyện này cho tiền tôi sau đó là sinh con khoái chứ ở đâu mà khóc. Cái này là phóng viên nói thôi chứ gặp tôi khoái nè. Mới đây trên Facebook cá nhân, Quang Lê gây chú ý khi đăng tải bức ảnh thân hình sáu múi cơ bắp cuồn cuộn. Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh đã qua chỉnh sửa cắt ghép. Anh có cắt ghép không ạ? Anh ghép mặt vào thân hình người khác đúng không? Anh dùng ứng dụng nào vậy? À, các bạn nhìn không? Nhìn kinh không? Nhan. Mà thật sự tôi nói thật các bạn nè. Cái này là Quang Lê là sao chỉnh sửa cái chắc? Tại vì tôi đã nhìn Quang Lê ở ngoài rồi. Mập ú à, giống như hạt mít gì đó. Nhan, Quang Lê nó không thể giống như đâu. Nhìn cái hình này á, các bạn giống như ai các bạn? Nhìn giống y như là anh Trịnh Hội, chồng cũ của là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nhìn sơ các bạn, nhìn sơ là tưởng là Trịnh Hội. Trịnh Hội có thân hình rất là ok đấy các bạn nha, sáu múi đàng hoàng đó. Nhưng với Quang Lê chỉnh sửa rồi, Quang Lê mập giống như hạt mít gì đó, mập ú à nha. Bởi vậy á, bây giờ đang trong chương trình giảm cân, và khi giảm cân như vậy đó sẽ bạn được 10 kg rồi, và nếu như mà giảm cân thêm đó thì sẽ có là tiền tỷ nha các bạn. Đây. Tuy nhiên, ngay sau đó, nam ca sĩ giải thích đang trong quá trình giảm cân và đã giảm được 10 kg. Bức ảnh được chia sẻ đã qua chỉnh sửa nhưng không cắt ghép. Cắt ghép mặt anh và thân hình người khác, Quang Lê cũng bày tỏ muốn lấy đó làm động lực nên đã đăng lên mạng xã hội. À, có nghĩa là đưa lên cái đó là cái mục tiêu để phấn đấu là Quang Lê sẽ giảm từ 10 tới 15 kg. Tại vì giờ anh ta anh mập quá nha. Bên dưới bài đăng của Quang Lê, một nữ fan đã để lại bình luận như vậy: thật về gặp chị lấy 50.000 đô nhé. Ui má ơi, giảm cân mà vừa được giảm cân mà vừa được người nữ cho là 50.000 đô. Ui má ơi, sao sướng vậy ta? Làm ca sĩ sướng thật nhỉ? Đúng là hào quang rực rỡ các bạn ạ. Đúng không? Vừa giảm cân mà lại được vừa được fan nữ cho tiền 50.000 đô, hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ đáp lại bằng biểu tượng che miệng cười. Anh cũng tiết lộ với truyền thông rằng có 5 nữ đại gia hứa tặng 1 tỷ đồng nếu giảm được 15 kg. Kinh khủng, ghê ha. Tiền sao bởi vậy, tại sao nghệ sĩ người ta kiếm tiền như vậy? Rồi, vấn đề của Đàm Vĩnh Hưng nè, Đàm Vĩnh Hưng nè. Trước đó, có thời điểm Quang Lê tăng cân mất kiểm soát lên đến 100 kg trong chương trình Ký ức vui vẻ. Anh hài hước kể rằng vì quá nặng cân lên làm gãy cầu rơi xuống nước. Tôi cứ là hiên ngang như bao người đang đi thì nó làm cái rầm, tôi phải lội bùn mà lâu lắm mới ngửi được mùi bùn, nó hay 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 và thơm. À, cũng như Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ sở hữu lượng fan nữ đông đảo, với tính cách thân thiện gần gũi với khán giả nên anh gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười. Tôi thấy là cười thì có chứ khóc con khỉ khô gì. Cách đây không lâu, trên trang cá nhân giọng ca 7X chia sẻ loạt ảnh chụp lại đoạn trò chuyện với một nữ doanh nhân đã hâm mộ anh từ lâu. Người này ngỏ ý muốn có con cùng anh khiến Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ: em trả anh 40 tỷ. Úi trời ơi má ơi, sao mà uổng thế ha. Nam ca sĩ hốt hoảng liền từ chối vì không muốn bị quấy rầy thêm. Con gái bây giờ mạnh mẽ quá, biết đầu tư quá xa. Mẹ úi trời ơi, cứ làm như cái gì mà đầu tư. Úi trời, có cái con khỉ khô gì đâu các bạn hả. Tôi thấy cái fan nữ này chắc chơi chơi cho vui thôi chứ làm gì bỏ ra 40 tỷ các bạn. 40 tỷ các bạn nghĩ bao nhiêu tiền hả? 200 ngàn hả? 100 mấy chục ngàn đúng không các bạn? 100 mấy chục ngàn chỉ để xin là cái lăng quăng để có một đứa con thôi. Có cái đất gì đâu. À các bạn, có đất gì đâu mà coi như phải làm như vậy hả? Cuồng vừa vừa thôi, mấy má. Nha. Mấy má mấy ba cuồng cuồng vừa vừa thôi, coi như là sao, đừng có làm như vậy nha. Làm như vậy á, làm cho xã hội càng ngày càng coi như điên đảo. Cái gì cái đó là hoàng, có con khỉ khô gì đâu mà coi như là phải bỏ ra 40 tỷ ha. Cái má này chắc bị bệnh tâm thần, cũng giống như là Thanh Trần thôi đúng không, bị bệnh tâm thần thôi mới là đòi xin lăng quăng của Tony Phạm thôi chứ mẹ.
cái gì đâu mà phải bỏ 40 tỷ các bạn, một gần cả 200 ngàn đô má ơi. Trời ơi, trời sinh đã chỉ có một đứa con thôi, thôi đi nha, khùng vừa vừa thôi. Có khùng quá thì sao, đi vô nhà thương bên Hòa đi, có cái con khỉ khô đâu gì đâu mà phải sinh nha các bạn. Các bạn thấy không, nó bởi vậy cái tào lao ở chỗ này. Có rất nhiều người thì thần tượng quá, khóc lóc ỉ ôi nha. Ê, nhưng mà nói vậy nha, nói vậy thì tôi cũng phải nói như thế này nè, tại vì thật sự ra đó, nhiều khi đó đam mê thần tượng quá các bạn, mà khi mà thần tượng mình bị cái gì đó nè thì hay khóc nó vô. Chính tôi nè, tôi làm YouTube thôi mà người ta cũng khóc vì tôi đó các bạn ạ. Tôi nói thì các bạn không có tin đâu, tôi nói thì các bạn không tin. Gì gần 2 triệu đô là hả, ghê vậy? Ủa tôi tưởng đâu có 200 ngàn. Tôi nói thế này nè, nhiều khi các bạn không tin, các bạn sẽ chửi tôi, nói ôi mày Tony Phạm có cái rất gì đâu mà khóc là vì tôi. Nhưng mà có nha, có nhiều người khóc vì tôi đó, khi mà tôi quay xe có nhiều người khóc vì tôi nha, chửi cũng có, nhưng mà nhiều người á là thương cũng có, thương thầm đó các bạn. Nhưng mà tôi nói với các bạn nè, trên mạng xã hội như vậy thôi, có cái con khỉ khô vậy thôi mà coi như phải bỏ ra cả 40 tỷ hả các bạn. Tôi nói thật các bạn, nghe câu này không, tôi thấy cái bà này bà bị điên. Bị điên mới bỏ ra 40 tỷ cả gần cả 2 triệu đô để mà sinh một cái đứa con. Ôi dồi ôi, thôi đi má, mấy má vừa vừa thôi nha, làm như vậy là cái người ta chửi cái cười cho đó, đúng không cả nhà? Làm gì đâu mà cái chuyện mà bây giờ sinh cái đó không mà 4 tỷ sao. Ôi bởi vậy hèn chi có rất nhiều người nha. Đó các bạn thấy là tại sao mà nghệ sĩ đó, cái này tôi nói chung chung nha, cũng có rất nhiều nghệ sĩ tốt, nhưng mà nói chung đó, nói chung ra đó, rất là nhiều ca nghệ sĩ, các bạn cứ nhìn đi, có ai một vợ một chồng không? Các bạn nhìn đi, đúng không? Tôi nói này có đúng không nào? Các bạn cứ nhìn đi, có được bao nhiêu cặp vợ chồng mà trong giới nghệ sĩ đó ha, mà coi như là trăm năm đầu trọc lóc các bạn, toàn là hai ba vợ, bốn năm vợ, bốn năm chồng, bỏ ông này lấy ông kia, bỏ bà này lấy bà kia. Các bạn nhìn đi, trong giới nghệ sĩ đó, đúng không nào? Đúng cho tôi số 9 nha, đúng không? Nhiều nghệ sĩ đó, tại vì sao các bạn? Vì sao người ta thứ nhất là phóng khoáng, đúng không? Có tiền rồi cứ cặp kè, tôi nói thật các bạn, giới nghệ sĩ có rất nhiều người, có ai không hả? Không mà không phải hả? Không, không không chính xác thì thôi vậy đó, đúng không các bạn? Biết bao nhiêu nghệ sĩ nhưng mà cũng có người này người kia nha, nhưng mà đa phần là phải 70% rồi. Các bạn tôi nói đơn giản thôi, Hồ Ngọc Hà bỏ Cường Đô La, đúng không? Rồi là Hiệp Gà, tôi nói nhiều nhiều lắm các bạn ạ, cũng là năm bảy vợ, cũng năm bảy chồng không à, đâu có tốt đẹp gì đâu các bạn, đúng không? Có đâu có tốt đẹp gì đâu. Bởi vậy bà nói về bà Hằng á, các bạn cứ nói rằng á, bà Hằng á, cái này cái kia đó, nhìn lại nghệ sĩ đi, 95% luôn hả? Ghê ghê thầy. Nên á, cái vấn đề là nhiều khi say nắng say mưa hoặc vấn đề tâm sinh lý đó các bạn, ai cũng có hết. Nên đừng có chê người ta, đừng có chê người ta là năm bảy chồng, Đinh Lan này, nó cũng quá cha người ta nha, quá cha người ta, cũng coi như là ngang ngửa ha, cũng 4 năm đứa, mỗi đứa một ông, chứ có tốt lành con khỉ khô gì đâu. Nên đừng có chê người ta nha, đừng có chê người ta, tôi nói thật cho các bạn là như vậy. Bởi vậy á, tôi cũng vậy, như vậy cái vấn đề tình cảm riêng tư tâm sinh lý đó ít khi nào tôi nhắc tới đó, tại vì cái vấn đề đó nó rất là nhạy cảm, ai cũng có hết trơn đó. Tôi nói bởi vậy các bạn cứ chê bà Hằng á, là cái này cái kia, mẹ giới nghệ sĩ nó còn quá cha, tại sao các bạn không đánh vào cái điểm đó? Các bạn đi ủng hộ nghệ sĩ, các bạn nói bà Nguyễn Phương Hằng là coi như là giật người này giật người kia ha, rồi coi như là đưa ông này đưa ông kia, rồi các bạn thấy nghệ sĩ đó, những người các bạn lên tiếng ủng hộ đó, thì những người đó như thế nào? Còn quá cha nữa, các bạn nhìn cái Đinh Lan đó, nó còn quá cha nữa kìa, đúng không? Tôi bởi vậy á, cái gì cũng vậy, con người ta đó thì không có ai là 10 phân vẹn 10 hết trơn, đúng không? Ai cũng có quá khứ hết, và cái số của người ta là phải như vậy. Một con người á sinh ra trên xã hội này đều có số má hết, giấy dép nó còn có số mà, cái số mình được như vậy thì mình như vậy, cái số mình ở tù phải ở tù nhé các bạn. Đó, số là bị lừa đảo, cái số lừa đảo mới kỳ nha. Tôi nói vậy vậy, con người ta đều có số hết nha, có số hết, giày dép nó còn có số mà, huống chi là ấy. Nhưng tôi chỉ tiếc một điều rằng á, nhiều khi mấy má mấy ba thần tượng quá, bỏ tiền ra mẹ 40 tỷ cả gần 2 triệu đô. Ê nó giỡn hay nói thật vậy mẹ? Nó giỡn nha, chứ mà nói thật ra là tôi chửi cho đó,
nha. Có con khỉ khô gì đâu mà bỏ ra cả 2 triệu đô để xin cái đó làm con, mẹ như làm như con vàng con bạc. Trời ơi, tôi nói thật các bạn, là vậy nhiều khi á các bạn là thần tượng quá, các bạn tự đánh bóng lên, tên tuổi lên, rồi các bạn tự bia cho người ta lên, rốt cuộc là người ta làm cha thiên hạ ha, ông hoàng bà chúa thôi. Chứ tôi nói thật cho các bạn này, ở đâu thì ở chứ ở bên Mỹ này, no, mẹ tổng thống á, tôi nói thật cho mà là tổng thống hoặc là ông gì đó ngang ngửa với tôi hết, ngang ngửa với nhau thôi. Tôi nói thật các bạn nhé, bình thường như cái đường sữa, không có ai tôn trọng. Tôi nói tôn trọng với người với nhau thôi, chứ còn nó ông là cao sang, ông đi xe, ông có nhà, tôi cũng có nhà có xe, nó bình thường lắm các bạn ạ. Tại vì nhiều khi các bạn cứ lên tung hô người ta, rồi đấy các bạn thấy là sao, rồi bia lên, rồi người nọ nói người kia thôi. Chứ nói thật cho các bạn là thui quắc nha, thui thui tôi mò, tôi nói cho các bạn là như vậy đó. Thôi nha, đó là câu chuyện ngày hôm nay, hết 4 app rồi. Rồi nha, rồi thôi chắc hết rồi nhỉ, 30 phút đủ rồi đúng không, chia sẻ như vậy thôi đủ rồi, chứ bây giờ nói gì nữa chi à. Đó, thông tin chỉ có vậy thôi, mỗi ngày chỉ lên coi như like 2 lần để chia sẻ thông tin cho các bạn, đi tìm kiếm thông tin trên Google báo, rồi sau đó mình đọc bình luận thôi đúng không, mình chê bai, cái đó là cái quyền của mình. Những người nổi tiếng là lên trên mạng xã hội rồi, mình có quyền lấy người ta ra để mình bình luận nha, bình luận và phê bình và góp ý, cái đó là cái quyền. Làm YouTube là như vậy nha các bạn. Ông Lạc Đề rồi hả? Ủa đấy, Lạc Đề đâu? Ủa đúng rồi đó, đúng rồi đó, mà gì nó chi 40 tỷ để có một cái em bé mà Lạc cái gì, nó đúng mà đúng không. Thôi nhiều quá, nhiều đó thôi nha, ngồi đau lưng quá thôi nha, để mai chuẩn bị làm một chỗ nào để ngồi có chỗ dựa để like lâu lâu chút xíu nha cả nhà. Rồi xin mời mình chào chút xíu mình xuống nha, đấy là cái vấn đề. Thôi để nói lại cái vấn đề bao quát là chút xíu nha, về bà Hằng chút xíu nha. Các bạn nào muốn giúp bà Hằng hay tự lực cánh sinh, đó là cái điều quan trọng, tự lực cánh sinh trước đi, rồi khi có kết quả rồi đó, tôi nói các bạn là nếu như có kết quả đó, khán giả những người ủng hộ cho bà Hằng đó, người ta không có bỏ đâu, tôi nói các bạn như vậy. Nhưng mà trước mắt là phải làm như thế nào phải minh bạch và làm có kết quả đi. Tôi nói các bạn là những người thương yêu bà Nguyễn Phượng á, người ta không có bỏ qua cho các bạn đâu nha, người ta sẽ làm và có tốt cho các bạn đấy, nếu như các bạn làm đúng nha cả. Rồi giờ chào các bạn xuống nha, chào Thủy Tiên, chào Đệ Tử Tâm Phúc, chào Phan Anh, chào Minh Hoàng, rồi chào Kevin Phạm, hello hello anh Phạm của em Kevin, hồi bữa chửi em quá trời đúng không, bây giờ em không ủng hộ Tỉnh Thất Bồng Lai nữa, quay qua ủng hộ em đúng không. Đấy các bạn thấy chưa, Kevin Phạm đấy, họ Phạm của tôi đấy đúng không, hồi xưa chửi dữ lắm, chửi tôn Phạm ghê lắm, nhưng bây giờ hô là vô là hello em Tony Phạm, hello anh Kevin Phạm, Kevin Phạm, thấy không các bạn. Thấy, tôi nói thật các bạn, có rất nhiều người á ghét tôi lắm, nhưng mà bây giờ sao tự nhiên thương nha. Đó, đó các bạn thấy chưa. Rồi cái ông hồi nãy ông bình luận nha, ông nói rằng á, úi dồi ôi tại sao lúc này á Tony Phạm sao mà không có khán giả coi, má ơi là má. Tôi bây giờ là khán giả tôi nhiều lắm rồi đấy nha, tôi mãn nguyện lắm rồi đó nha. Nha, bây giờ coi lại đi nha, bình luận phải bình chuẩn chút xíu, lâu lâu má vô má tọt một câu nghe thấy ghét ghê luôn á. Rồi, chào Hạnh Chích Trinh. Rồi, Nguyễn Hữu, Hoa Nguyễn, Dũng Nguyễn Tiến, Nguyễn Tiến Dũng đi, sao là Dũng Nguyễn Tiến ta. Rồi, rồi còn ai nữa không? Thôi xin tổng chào cả nhà mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ phải đi cắt cỏ nha các bạn nha. Chủ nhật phải đi cắt cỏ. Rồi đi cắt cỏ nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nha. Nếu như các bạn yêu thích Tôn Đức Phạm, like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Tôn Đức Phạm nha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Xin tạm biệt. Bye bye.